Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Hiện là rất là nhiều phước hạnh để thấy Chúa. Ý muốn của Chúa là ban phước cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà tại sao nhiều cơ đốc nhân chúng ta vẫn không được phước? The will of God for us is to have blessings from Him. But how come many Christians cannot experience the blessings of the Lord? Buổi sáng nay thì tôi sẽ chia sẻ cho mấy chị em những cái điều gì cản trở phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. So I would like to share with you what are the hindrances for the blessings to come into our life. Điều đầu tiên chúng ta phải được liệt kê đó là tội lỗi. The first thing I mentioned here is the sin, the greatest hindrance for the blessings of the Lord. Trong Jeremy đoạn 5 câu số 25 lời Chúa nói rất rõ là sự gian ác các ngươi làm cho những sự ấy xa các ngươi và tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Jeremiah chapter 5 verse 25. Tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước, lời Chúa nói rất rõ. Không phải là Chúa không muốn ban phước. Chúa muốn ban phước nhưng mà có một cái điều gì đó cản trở chúng ta, đó là tội lỗi. Chúng ta biết rằng dân Israel, bài học mà dân Israel, Chúa đã dạy dân Israel trong 40 năm và trong đồng vắng ấy, đó là những cái bài học lớn cho mỗi chúng ta ngày nay sống ở trong thời kỳ tân ước này. Chúa đưa dân Israel ra khỏi Ai Cập và sau đó thì Ngài lại giết họ ở tại đồng vắng. God brought Israelite out of Egypt and He destroyed them in the wilderness because of sin and disobedience. Tội lỗi nó ngăn trở, nó giống như là một cái mái mà chặn đi những cái phước mưa, phước lành của Chúa ban xuống cho mỗi một chúng ta. Để kinh nghiệm được phước hạnh thì mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta cần phải tra xét. Tác giả Thi Thiên nói nếu lòng tôi có hướng về điều ác thì ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhân đi theo Chúa là có phước, phước rất lớn. Nhưng mà không phải là phước đấy tự nhiên đến với chúng ta. Và chúng ta phải làm một điều gì đó để phước hạnh sẽ đến với chúng ta. Chúng ta nhớ rằng là sự tha thứ thiên đàng thì là vô điều kiện. Nhưng mà phước hạnh thì là có điều kiện. Chúng ta chỉ cần có đức tin để chúng ta nhận được sự tha thứ và nhận được thiên đàng từ nơi Chúa. Nhưng để kinh nghiệm được phước hạnh thì chúng ta cần phải sống một đời sống vâng lời. Trong Phục Truyền đoạn 28 câu 1 câu 2, in Deuteronomy chapter 28 verse 1-2, nếu các ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành và cẩn thận làm theo mọi điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi sự trội hơn mọi dân trên đất. Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi này là mọi phước lành sẽ giáng. Chúng ta để ý những cái từ mà Kinh Thánh dùng, đó là cẩn thận làm theo mọi điều răn cách trung thành, tức là không phải là một hai điều nhưng mà tất cả mọi điều răn của Chúa để có thể kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa. Phục Truyền 28 là cái nguyên tắc thuộc linh nói chung mà Chúa đưa ra cho dân Israel, cũng là Chúa đưa ra cho mỗi chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta ngày nay sống trong thời kỳ tân ước, chúng ta được sống ở trong thời kỳ ân điển, cho nên là chúng ta muốn làm gì cũng được, là phước hạnh của Chúa tự nhiên đến với chúng ta. Có những điều ở trong cựu ước chỉ áp dụng cho dân Israel, nhưng mà có những điều ở trong cựu ước là áp dụng cho tất cả mọi thời đại. Và đây là cái nguyên tắc bất di bất dịch để Chúa nói nếu như một người muốn được nhận phước lành của Đức Giê-hô-va thì người đó phải cẩn thận làm theo mọi điều đã chép. So that is the principle in the Old Testament and the New Testament. You are to obey the Lord in order to inherit the blessings of God. Trong sách Giô-suê chúng ta thấy cái câu kinh thánh rất nổi tiếng, lời Chúa nói rằng nếu ngươi cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong
thì như vậy mới được phước và được may mắn trong con đường mình. Chúng ta sắp sửa bước sang năm mới, sang Tết, thì chúng ta hãy chúc nhau những điều tốt đẹp, chúc nhau những điều may mắn, chúc nhau những điều thịnh vượng. Tất cả lời đó đều rất là tốt và chúng ta nên giữ và nên chúc nhau thường xuyên trong hàng ngày, chứ không phải chỉ vào ngày Tết. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta biết một điều rằng là những lời đó nó sẽ xảy ra khi mà chúng ta tiếp nhận những cái lời đó với sự vâng lời Chúa. Và nếu không vâng lời Chúa thì tất cả những lời tốt đẹp chúng ta nói thì đều bị trở thành con số không hết. Vì miệng chúng ta nói lời chúc tốt đẹp nhưng mà hành động của chúng ta lại không vâng lời Chúa thì chính chúng ta cản trở các cái phước hạnh của Chúa đến với đời sống của chúng ta. Ngược lại thì lời Chúa nói trong câu số 15 Phúc Truyền đoạn 28 rồi: nếu các ngươi không nghe theo tiếng phán của Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, và không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài ấy, mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa xả sẽ giáng trên mình ngươi và theo kịp ngươi. We see a contrast picture in Deuteronomy chapter 28 verse 15. If we disobey him, the curse will follow us. Chúa nói rằng nếu không nghe theo thì sự rủa xả sẽ giáng trên các ngươi. Vậy chúng ta sống trong thời kỳ đất nước này, chúng ta không nghe lời Chúa, chúng ta có bị rủa xả hay không? Đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Nếu chúng ta không nghe theo lời tiếng phán của Chúa thì dầu cho chúng ta sống ở trong thời kỳ cứu ước hay thời kỳ tân ước thì chúng ta đều không được phước từ Đức Giê-hô-va. Phước hạnh là một điều kiện, đòi hỏi có điều kiện là chúng ta phải vâng lời Chúa. Ông tiên tri Sadhu Sunda kể lại một cái câu chuyện. Thanh niên này sinh ra trong một gia đình có đạo từ khi còn bé, nhưng mà lớn lên là bắt đầu là rơi vào trong những cái tội lỗi tình dục và quan hệ lăng nhăng hết người này người khác, và rồi người đấy bị HIV và các bệnh khác nằm trên giường bệnh. Rồi bố mẹ về nhờ ông tiên tri đến cầu nguyện, vì họ có mối quan hệ cá nhân cho nên là ông ấy rất là nể và ông ấy đến cầu nguyện. Và khi cầu nguyện ấy thì Chúa lại bảo ông là đừng cầu nguyện cho nó được lành, mà hãy cầu nguyện để cho cậu ấy được tha thứ. Nhưng mà mọi người thì cứ thiết tha để cầu nguyện cho Chúa chữa lành, nhưng mà ông nghe rất rõ tiếng nói của Chúa là không cầu nguyện cho nó được lành mà cầu nguyện cho nó được tha thứ thôi. Và sau đó thì ông cứ mở miệng ra định cầu nguyện là xin Chúa chữa lành, thì trong miệng lại bật ra là xin Chúa tha thứ. Có nghĩa là người này đã mất đi phần ân điển của Chúa để nhận được sự chữa lành, không còn cơ hội cho người này nữa. Và người này phải chết trong bệnh tật nhưng mà linh hồn thì được cứu. Tại sao một người sinh ra trong một gia đình có đạo mà lại phải chết trong cái sự đau đớn như vậy? Có phải là Chúa không thương hay không? Có phải Chúa không muốn ban phước hay không? Không phải Chúa không thương, cũng không phải Chúa không muốn ban phước, nhưng vì sự bất tuân, vì sự không vâng lời, sống ở trong tội lỗi. Có bao nhiêu con em của những người theo đạo từ bé đã biết đến đạo rồi, nhưng mà lớn lên thì lại đi trong con đường sai lệch. Chúng ta hãy nhớ rằng ân điển của Chúa sẽ đeo đuổi chúng ta, nhưng mà đến một lúc nào đó ân điển đó có thể dừng lại để cho chúng ta chỉ được cứu về phần linh hồn thay về được cứu về cả phần thể xác. Nên sự vâng lời là điều cốt lõi trong đời sống của một người Cơ Đốc. Có một số người nói rằng là tuy tôi cứ sống thoải mái, bao giờ già già rồi, bao giờ gần chết rồi thì mới làm theo lời Chúa. Nhưng mà rất tiếc là vì không làm theo lời Chúa cho nên đôi khi lại chết trước kỳ. Nên tội lỗi không những chỉ là cản trở chúng ta được phước, nhưng mà tội lỗi còn khiến cho chúng ta làm ngắn đi cái cuộc đời của chúng ta sống ở trên đất này. So sin is not just hinder the blessings of the Lord, it can shorten our physical life on earth
if we continue to live in sin. Điều thứ hai cản trở phước hạnh của chúng ta đó là sự cay đắng. So that second thing that hinders the blessing is the bitterness. Hebrews đoạn 12 câu số 15. Khá coi chừng kẻo có kẻ chợt phần ân điển của Đức Chúa Trời. Hebrews chapter 12 verse 15. Kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều người trong chúng ta. Câu ơn thánh này đoán sao? Ai là người bị chặt phần ân điển? Tác giả Hebrews ấy và cảnh tỉnh hội thánh rằng hãy cẩn thận vì những người được ân điển, sống trong thời ân điển nhưng mà lại bị chặt phần ân điển, mất đi phần ân điển đấy là do đâu? Do cái gì? Do sự cay đắng châm ra và ngăn trở và làm ô uế nhiều người. Khi chúng ta để cho cái rễ đắng nó bước vào trong đời sống của chúng ta thì không thể nào chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh của Chúa. When we allow the root of bitterness to come into our life, it is impossible for us to experience the abundant blessings of the Lord. And it is a great hindrance for us to come into the riches of God. Tôi đã kể cho hội thánh nghe một câu chuyện. Cách đây một số năm thì tôi cầu nguyện cho một người phụ nữ ở bên Malaysia. Cô bị tê cái cánh tay của cô trong vòng 2 năm. Không có bất cứ một cái cảm giác nào hết. I pray for one lady in Malaysia and her upper arm was numb for 2 years. Sau đó thì khi mà tôi cầu nguyện cho mọi người đều được sự chữa lành thì tôi cầu nguyện cho cô không được chữa lành và tôi hỏi với Chúa rằng là Chúa ơi, tại sao? And I asked the Lord why she didn't receive the healing whereas everyone else could receive the healing. Và Chúa nói với tôi một điều đó là ta bảo cô ấy là tha thứ, xin lỗi, ta bảo cô ấy làm một điều mà cô không làm. And God said to me that I told her to do one thing but she refused to do it. Sau đó tôi lại tưởng thật lại với cô, thấy Chúa bảo cô làm cái gì mà cô không làm. Thì cô này, cô ấy, ngay lập tức cô bảo cô biết ngay, Chúa bảo tôi là tha thứ cho một số người ở trong nhà thờ mà tôi không chịu làm. Và sau đó ấy, tôi bảo là, thế thì đã biết nguyên nhân tại sao cô không được lành rồi đấy. Bây giờ cô ngồi ra kia một góc, cô tự cầu nguyện ăn năn, xin Chúa tha cho cô và khai phóng sự tha thứ cho những người kia. Sau đó quay trở lại, tôi sẽ cầu nguyện cho cô. And I told her that the Lord told me that he asked you to do something but you refused to do it. And she said yes. The Lord asked me to forgive some ladies in the church but I didn't want to do it. So I told her to sit aside, pray, ask for forgiveness and release the forgiveness and then come back. Và anh chị em biết điều gì xảy ra? Sau khi tôi cầu nguyện cho một loạt người, người được chữa lành, người được giải cứu. Xong rồi sau đó thì quay trở lại cầu nguyện cho cô này. Thì cô ấy được chữa lành ngay lập tức, béo và tay cái tay có cảm giác. Trong vòng 2 năm không có bất cứ một cảm giác nào ở cái cánh tay này hết. But when she came back and prayed for her, she received a total healing right away after she released forgiveness of God. Cho nên sự cay đắng, sự không tha thứ đó, nó là một cái rễ. Mà rễ nó như cái rễ đó, thì nó có khả năng là sao? Anh chị em thấy cái rễ cây nó không ở yên một chỗ không ạ? Tôi còn nhớ nhà ông nội tôi ngày xưa đấy. Cái cây dâu ra, sao mà cái rễ nó to nó mọc hết cả vào trong nhà, nó đi cả vào trong giữa nhà. Ngày xưa thì không có cái gạch đá hoa này vào nền bằng đất thôi. Nhưng mà tôi nghĩ gạch đá hoa nó có khả năng nó làm lật cả cái gạch hoa đấy. Đấy. Cái cây rễ ấy, nó có một cái sức mạnh rất là lớn để thâm nhập vào tất cả các cái góc nào nó muốn và hút đi những cái chất. Nên tại sao người nông dân khi mà làm vườn ấy, người ta phải nhổ hết cái cỏ đi, các cái cây không phải là rau đi, để cho nó các cái cây khác nó không hút cái chất dinh dưỡng của rau.
của cây rau thì cây rau nó mới có thể sống được. Nhưng khi mà cái rễ đắng ấy, mà nó vào trong lòng của một người ấy, thì nó hút đi tất cả cái chất sự sống ở trong người đó, cho người đó sẽ chết dần chết mòn. So the root does not stay in one place. You know, it will grow and penetrate to all the corners. So when the root of bitterness stay in our heart, it will withdraw all the life in us. À, có một người phụ nữ kia khi mà người tới Chúa đến cầu nguyện cho bà để được chữa lành. Và bà nằm ở trên giường bệnh như thế nhiều năm rồi, mùi hôi thối kinh khủng lắm. Nhưng mà khi đến cầu nguyện thì Thánh Linh của Chúa mới tự nhiên nhắc nhở. Tự nhiên mới hỏi, thế chồng của bà làm sao? Chồng của bà thế nào? Khi vừa nói đến chồng của bà này xong cái là mặt bà ấy sưng sổ, mà coi như là giận dữ. Một người phụ nữ đang nằm thất thoái mệt mỏi đau ốm, nhưng mà khi nói chồng cái là mặt bà giận dữ, người bà đầy sự sống. So a pastor was invited to pray for a sick lady. She was lying on bed. But when the pastor asked her about her husband, and she started to get angry. Và sau đó thì ông mới hỏi thế chồng của bà thế nào, bà ấy mới nói, bà ấy quát to, nói, tôi không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Nhưng cái chuyện xảy ra nó như nào thì nó đã xảy ra rồi, ở trong quá khứ, không thể thay đổi được quá khứ. Có thể ông chồng này làm rất là nhiều điều xấu cho bà vợ, làm nhiều điều tệ hại cho con cái mình để dẫn đến cái kết quả như vậy. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ này ấy, mà tiếp tục sống ở trong cái sự cay đắng đấy thì bà sẽ chết. Các mục sư nói với người phụ nữ đó, bà hoặc là tha thứ hoặc là bà sẽ chết, tôi sẽ không cầu nguyện cho bà. Anh chị em biết không, vì cầu nguyện cũng là vô ích mà. Đối với những người như thế, cầu nguyện cũng là vô ích. Đôi khi chúng ta đã làm Phật lòng người ta, thì cứ cầu nguyện vài ba câu cho nó xong đi, cho người ta đỡ trách. Thế mà nguyên tắc của Chúa không thể thay đổi được. Nguyên tắc của Chúa không thể thay đổi được. Nếu bà không tha thứ, tôi không cầu nguyện cho bà sẽ chết trong thân thể của mình. Bây giờ bà có tha thứ hay không? Và người phụ nữ nói là tôi chết cũng không tha thứ cho bà, cho ông ấy. Và ông mục sư đi về, đã về một thời gian rất ngắn sau thì bà ấy qua đời. And when the pastor asked her to forgive, and he sternly said to her that if you don't forgive him, I will not pray for you, you will die with your sickness. And she refused to forgive. She decided to hold on to that. And you know, and the pastor left, and just some days later, she passed away. Nên sự cay đắng là một cái loại chất độc mà rễ của nó đi đến nơi nào thì nó sẽ hút đi tất cả những cái sự sống ở trong cơ thể của chúng ta. Nên nó sẽ, cái người mà sống trong cái sự cay đắng ấy thì sẽ bị rất là nhiều bệnh ở trong cơ thể, đặc biệt là các cơ quan nội tạng này, dạ dày này, tim này, đã gan này, là những cái bộ phận mà dễ bị tổn thương hơn hết. So when a person nurture the bitterness inside them, it will cause a lot of sickness inside the body, the organ, especially the stomach, the lung and the heart. Cho ta thấy cái người mà cay đắng thì máu hay lên não, không phải là lên một cách bình thường mà nó lên một cách tuột cùng. Máu nó lên não một cách đột ngột. Cho nên khi mà nó đột ngột, tất cả những gì nó đột ngột đều rất là nguy hiểm. Thì tim nó sẽ đập nhanh, lâu ngày nó sẽ dẫn đến loạn nhịp tim. Và đồng thời thì cái cơ thể, cái não nó sẽ tiết ra nhiều cái dịch vị, axit.
và nó tạo ra nhiều cái sự co bóp mạnh và bất thường gây ra đau dạ dày. Cho nên những người mà sống ở trong cái sự cay đắng đó đấy, thì mời mọc rất là nhiều tà linh nó bước vào trong đời sống của mình. Và những người sống ở gần cái người đó đấy, thì cũng phải chịu trận rất là nhiều. Thường xuyên phải chịu trận. Vì tại sao những cái sự cay đắng đấy nó sẽ tuôn tràn ra môi trường xung quanh. Như Chúa Giêsu nói là lòng đầy dẫy thì miệng nó ra. Cho nên khi mà trong cái lòng của mình nó có nhiều sự cay đắng ấy, thì người đó như sẽ tìm cách để lan tỏa cái sự cay đắng cho người khác. Cho nên chúng ta sống gần những người đó thì chúng ta phải xin huyết Chúa bảo vệ tâm trí của chúng ta để chúng ta không bị nhiễm cái dễ đắng đấy. Và một khi cái dễ đắng nó bám vào chúng ta thì chúng ta cũng sẽ chết giống như cái người đó. Cho nên giữ cái lòng của mình rất là quan trọng. Vì Kinh Thánh nói là lòng của chúng ta là sự sống mà. Từ lòng của chúng ta là ra sự sống mà. Canh giữ tấm lòng của chúng ta với sự sống ra từ lòng của chúng ta. Cho nên ma quỷ nó sẽ tìm cách đầu độc cái lòng của chúng ta. So the Bible says that the fountain of life is inside our heart. So we have to guard our heart. Hebrews 12:5, câu này rất là quan trọng đấy anh chị em. Hãy nhìn vào câu Kinh Thánh này nói là khá coi chừng kẻo. Tức là không chắc chắn nhưng mà cẩn thận vì có thể không. Tức là người nào mà canh giữ mình thì giữ được, mà người nào không canh giữ mình thì nó sẽ tấn công. Tấn công cái gì đấy? Nó sẽ làm một cái nào đấy? Nó sẽ để cho dễ đắng đâm vào trong chúng ta và làm chúng ta chạy đi phần bên kia. Từ nơi xuống. Cái đây ít lâu tôi đọc một cái bài báo trên mạng này. Một cái tin. Những cái tin này có lẽ là rất là bình thường đối với chúng ta. Nhưng mà tôi đang nói điều này cho nên tôi nhớ lại cái thông tin đấy để chia sẻ là ở Hải Dương có một cái vụ đó là cái bà mẹ pha mật ong với sắn dây. Thì bà không biết rằng là pha mật ong với sắn dây là chết người, cho đứa con bú uống, xin lỗi, cho đứa con uống và đứa con chết. Ông bố đi về thấy con chết và thấy biết tình thế, ông ấy thương con và ông giận vợ quá, cuối cùng ông giết vợ chết. Chúng ta thấy không ạ? Đáng nhẽ chỉ mất một đứa con, bây giờ mất cả thêm một người vợ nữa. Mà không phải chỉ giết chết người vợ đó là xong đâu. Ông lại bị xử và đi tù. Thế cuối cùng mình lại bị thiệt hại nữa. Đáng nhẽ chỉ thiệt một, bây giờ thiệt ba. Và đáng nhẽ chỉ có ít người đau xót, nhưng mà bây giờ rất nhiều người đau xót. Cho nên là khi mà cái dễ đắng ấy, nó châm ra ấy, thì giết chết cuộc đời của chúng ta nhanh lắm. Và cái người đấy mà đi tù đâu có phải là xong đâu. Khi anh ta đi tù rồi thì anh ta sẽ chán đời rồi. Bây giờ không có tin tức gì, nhưng mà tôi nói rằng là có nhiều người trong trường hợp đấy, người ta có thể tự tử, người ta có thể cuộc đời mất vợ, mất con, mất tất cả, chán sống làm gì nữa, chết. Và ông ta chết thì sao? Ba người chết. Và rất nhiều người khác đau thương khóc lóc, khổ sở, gia đình bên nội, gia đình bên ngoại. Cho nên cuộc đời này, lời Chúa chỉ dẫn cho chúng ta những cái hướng đi và đưa chúng ta những cái sự cảnh tỉnh. Nếu chúng ta cẩn thận thì chúng ta sẽ bảo vệ được mình. Kinh Thánh nói là ma quỷ như gì? Như sư tử rống thì rình mò mà. Rình mò, nó rình đợi khi nào? Rình đợi chỉ cần một kẽ hở thôi là nó sẽ xông vào và nó sẽ tìm cách để nó tấn công và khống chế chúng ta. Cho nên là chúng ta cần phải biết rằng là thì lúc nào trong đời sống là lúc mà chúng ta có thể trở thành miếng mồi trong tay của nó. So the devil is like a roaring lion waiting for the chance to capture us. So we have to be alert of what's happening around us and guard our hearts so that the bitterness will not enter us. Cho nên lời của Chúa mới nói trong sách Ephesians đoạn 4 câu 26-27 là ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội và chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn. Câu 27 đừng cho ma quỷ nhân dịp. Ephesians chapter 4 verse 26-27. Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội và chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn. Tại sao lại đừng căm giận cho tới mặt trời lặn? Vì mặt trời lặn là bắt đầu một ngày mới. Không phải mặt trời mọc là bắt đầu một ngày mới nhé.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là một ngày mới bắt đầu bằng lúc mặt trời lặn và kết thúc vào lúc mặt trời lặn của ngày hôm sau. Vậy nếu như một ngày mới bắt đầu mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng những cái sự căm giận thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ma quỷ sẽ... Câu 27 nói rằng là ma quỷ sẽ làm gì? Chúng ta thấy mình giận nhưng mà lại ma quỷ nó nhân dịp, tức là sao? Chúng ta thấy không ạ? Tất cả những cái cảm xúc tiêu cực không đến từ nơi Chúa. Và khi nuôi dưỡng cái cảm xúc tiêu cực ấy, thì tạo một cái môi trường để cho ma quỷ và cho kẻ thù nó sẽ bước vào trong đời sống của chúng ta. So when we keep the negative emotions, we create a good environment to attract the devil to come into our life. So when we have anger, we have to solve it before the sunset, meaning before the beginning of a new day. Điều thứ ba cản trở phước hạnh chúng ta đó là nợ máu. So the third thing hinders the blessing of God is the blood debt, the debt of the blood. Chúng ta xem trong sách Samuel thứ nhì đoạn 21 của 1 đến câu 9. The book of 2 Samuel chapter 21 verse 1 to 9. Đây là một câu chuyện rất là hay để giúp cho chúng ta biết về cái nguyên tắc thuộc linh. Những điều xảy ra ở trong thế giới linh, những điều vô hình mà ảnh hưởng tác động đến thế giới hữu hình, thế giới vật chất như nào. Câu số 1 chúng ta cùng xem. Trong đời trị vì của David thì có một nạn đói kéo dài suốt 3 năm. Nạn đói có phải là hữu hình không ạ? Có phải là thế giới hiện tại không ạ? Nhưng mà nguyên nhân đến từ đâu? Ta hãy xem. Vì thế David tìm kiếm Đức Giê-hô-va, chứ không phải là vì thế mà cố gắng cày cấy đi mua lúa thóc ở bên ngoài. Đấy là giải pháp không triệt để. Giải pháp như này mới là giải pháp triệt để này. Tìm xem cái nguyên nhân, điều gì khiến cho phước hạnh bị cản trở. Chúng ta xem tiếp. Đức Giê-hô-va phán: không phải vì người phạm tội. Có phải vì David phạm tội và bị đất nước bị cơ cẩn không? Có phải vì Israel phạm tội và bị cơ cẩn không? Không, hãy xem này. Điều này xảy đến vì Saul là thời đời trước, nhà nó đã gây nợ máu tàn sát người Gabaon. Cái câu chuyện xảy ra là gì? Để cái thời kỳ của Joshua đấy, khi dẫn quân và dẫn dân tiến vào trong xứ Canaan, thì người Gabaon mới lừa người Israel, nói rằng chúng tôi từ xứ xa đến, bây giờ hãy lập ước với chúng tôi. Ông Joshua lại tưởng là thật, mới lập ước với người Gabaon là không hủy diệt người Gabaon nữa. Thế đi một đoạn thì mới khám phá ra ở dân Gabaon sống ngay gần chỗ này rồi. Joshua mới bực quá, mới bảo gọi họ lại và tại sao các ngươi dám lừa ta? Vì Joshua không cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho nên đã bị lừa. Nhưng mà kết quả là như này. Ông Joshua nói: bây giờ ước đã được lập rồi, không thay đổi được. Chúng ta nhớ nhé, không phải họ lừa mình lập ước là mình có thể thay đổi được. Ước đã được lập rồi, không thay đổi được. Và điều mà Joshua đã làm là đó là: ta sẽ không diệt các ngươi đúng theo lời ta kết ước, nhưng các ngươi sẽ phải là những người phục dịch và xách nước cho dân của ta. Chúng ta thấy ước đã được kết chưa? So in the life of Joshua, he made a covenant with Gabaon that the Israelites would not destroy this group of people. But when King Saul was in throne, he destroyed this group of people. So he broke the covenant, and that brought
the calamity to the nation. Chúng ta đến khi mà vua Saul lên ngôi, ông sốt sắng quá, ông tìm cách ông diệt người Gabaon, và khi ông diệt người Gabaon thì chuyện gì xảy ra? À, ông tưởng rằng là ô, điều đó là tốt vì là diệt kẻ thù mà người Gabaon thờ phượng tà thần, nhưng mà không biết một điều rằng ông đã vi phạm vào cái giao ước mà tổ phụ ông là Giô-suê đã lập trước đó với dân Gabaon. Và khi phá vỡ cái giao ước đó thì sao? Đức Chúa Trời bắt đầu can thiệp. Ngài có phải Đức Chúa Trời của dân Israel không? Ngài có phải Đức Chúa Trời của dân Gabaon không? Không. Dân Gabaon không thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ thờ phượng tà thần. Dân Israel mới là thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời đứng về phía dân Gabaon mà rủa xả dân Israel. Và sự rủa xả đấy là gì? Nạn đói kéo dài suốt 3 năm vì họ phá lời giao ước. Ở đây dùng một từ đó là nợ máu. So the Bible used the word blood debt. Và cái điều này giúp cho chúng ta hiểu một cái nguyên tắc thuộc linh rất quan trọng. Đó là những gì mà thế hệ trước chúng ta làm mà liên quan tới việc những tội lỗi lớn như là nợ máu, giết người, thế hệ sau sẽ phải gánh chịu. Trong một lần cầu nguyện đuổi quỷ, ông Bob Larson cũng là một người chuyên đến ơn đuổi quỷ. Thì khi mà đuổi quỷ cho một người ở Mỹ gốc Phi, thì khi mà đuổi mới hỏi con quỷ này, thế là ngươi vào cái người này như thế nào? Thì nó nói rằng là vào vì tổ phụ đã hiến tế máu cho thần, cho tàn thần. Em hỏi tiếp là bao nhiêu đời? Nó nói 60 đời trước. 60 đời trước làm sao chúng ta biết được? Nhưng mà 60 đời trước tổ phụ giết người để hiến tế cho tà thần, thì tà linh nó đeo bám nhiều thế hệ sau. Xuất Thành đoạn 20 lời Chúa nói rằng là ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến 3-4 đời và sẽ ban ơn đến nghìn đời cho những kẻ yêu mến và giữ các điều răn của ta. Cho những gì thế hệ trước chúng ta làm, chúng ta có thể được nhận lại hết, cả tích cực lẫn tiêu cực. Và những gì chúng ta làm ngày hôm nay cũng đều ảnh hưởng thế hệ sau. Cho nên nếu mà chúng ta gieo ở trong đó máu thì cực kỳ nguy hiểm, vì đó là một cái cơ sở hợp pháp để thế giới tăm tối bước vào thống trị và kiểm soát mỗi chúng ta. Cho nên ngày nay khi chúng ta tin Chúa, một trong điều chúng ta phải làm và khuyến khích cho tất cả các thành viên trong mọi thánh làm, đó là cầu nguyện giải cứu. Ngay sau khi chúng ta tin Chúa, tất cả những người tin Chúa đến hội thánh để cầu nguyện giải cứu, để cắt đứt tất cả những cái sự rùa xả, sự nguyền rủa từ các thế hệ trước, để trục xuất các thế giới linh ra khỏi chúng ta, để không cản trở được phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và điều này rất là nghiêm túc với chị em. It is very serious. Kinh Thánh ghi lại cái câu chuyện thứ hai mà tôi chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay là câu chuyện của con trai Jacob. Khi Jacob đến cư ngụ ở một cái vùng kia thì nhà của Sichem có con trai là thương yêu Dina, là con gái của Jacob. Thương yêu đến nỗi mà tìm cách hãm hiếp cô gái này. Anh chị em biết không? Và đối với Jacob là chuyện tuyệt đối không bao giờ kết thông gia
với người bản địa. Vì ông được thừa hưởng cái lời hứa của Chúa rằng là dân bản địa này sẽ bị tiêu hủy và đất đó sẽ trở thành cơ nghiệp của dòng của ông. Cho nên là họ không bao giờ đồng ý cho con của họ kết thông gia đối với người bản địa. Nhưng mà cô gái này đã bị hãm hiếp rồi. Hai người anh trai của cô gái này vô cùng giận dữ, rất là giận dữ, và lập mưu và nói với nhà Sichem rằng bây giờ muốn trở thành một phần của chúng ta thì bây giờ tất cả những người nam phải chịu phép cắt bao quy đầu để trở thành một phần của chúng ta. Và họ bảo ok, đồng ý, chúng tôi đồng ý. Và đương nhiên ngày xưa thì nó không có như phương tiện bây giờ, có thuốc tê hoặc là có những cái sát trùng như bây giờ. Và khi họ làm lễ cắt bao quy đầu như vậy, chúng ta biết chuyện gì xảy ra không? Họ đau đớn, nó nằm cả dân thành mất hết sức lực. Và trong khi họ đau đớn như vậy, hai người con trai của Jacob dấy quân lên và giết hết người dân thành. Chúng ta hãy xem này. In Genesis chapter 24 verse 25 to 31, it talks about the story how sons of Jacob revenge the house of Shechem. Đến ngày thứ ba khi mọi người đang đau đớn thì hai con trai Jacob là Simeon, Levi, anh nàng Dina cầm mỗi người một thanh gươm, thừa khi ai lấy yên ổn xông vào thành giết hết thảy người nam. Hai người lại lấy gươm giết Hemo và Shechem con trai người, đem nàng Dina ra khỏi nhà Shechem rồi đi. Vì cớ họ làm mất danh giá của em gái mình nên các con trai của Jacob xông vào những xác chết và cướp phá thành, bắt các bầy chiên bò lừa cùng vật chi trong thành và ngoài đồng, cướp đem đi hết tài vật các con trẻ đàn bà cùng mọi vật chi ở trong nhà. Jacob bèn nói cùng Simon và Levi rằng: may xui cho tao bối rối làm cho dân xứ này là dân Canaan và người Perizzit oán ghét tao, vậy tao đây chỉ có ít người, nếu họ hiệp lại đánh tao thì chắc tao và nội nhà đều bị tàn hại. Đáp rằng: chúng tôi nỡ nào chịu, người ta đãi em gái chúng tôi như con đĩ vậy. Chúng ta thấy rằng cái việc con trai của Shechem hãm hiếp con gái của Jacob là việc sai rồi. Nhưng mà điều đó nó có cho phép, cái việc sai của những người này có cho phép con trai của Jacob là anh của Dina trả thù giết hết tất cả những người khác không? Lại còn xông vào cướp giết tất cả tài sản của họ nữa. Khi một người làm hại chúng ta dễ tự cho mình cái quyền để làm hại lại người đó mà không biết một điều rằng Chúa là đấng phán xét. Chúng ta hãy xem chuyện gì xảy ra vào cuối đời của Jacob. Let's look at what happened at the last age of the life of Jacob. In Genesis chapter 49 verse 5 to 7, đây là lời ông Jacob nói cho tất cả các người con. Nhưng mà nói về hai người con trai là Simon và Levi ấy, thì chúng ta xem ông nói như nào nhé. Đây là hai người đã giết dân thành Shechem. Thiếu dùng câu vinh thánh này: Simon và Levi là anh em ruột, thanh gươm chúng nó thật là khí giới cung tàn để cầu cho tâm hồn cha, chớ có đồng mưu vinh hiển, cha chớ hiệp cùng hội, vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, cắt nhượng bỏ đực vì ý riêng, đáng rủa xả thay cơn giận của họ vì thật là hung mạnh, đáng rủa xả thay khí giận của họ vì dữ dằn thay, ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tan lạc họ trong dân Israel. Đây là lời của ông bố nói cho con. Những đứa con khác thì được sự chúc phước. Trong cái đó thì Levi và Simeon thì được nói những lời như này. Có phải ông Jacob không thương những người con của mình không? Jacob đang nói những lời tiên tri của Chúa đấy. Đó là ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Jacob, tan lạc họ ra trong dân Israel. Cho chúng ta thấy không? Nợ máu thì sẽ phải trả,
mọi món nợ máu đều sẽ phải trả hết. Tôi nhân tiện đây tôi nói những phụ nữ nào phá thai, quý vị giết thai nhi cũng là nợ máu đấy. Chúng ta không có quyền để giết hại sự sống của người khác đâu. Đừng nghĩ con trong bụng mình có quyền giết. Những người mà nào phá thai là có tội với Chúa. Và chúng ta làm như vậy là mở một cánh cửa để tà linh nó sẽ bước vào theo. Có nhiều người từ đấy trở đi, cái linh sự chết ta đeo bám mà không thể nào có khả năng sinh con nữa. Mà những người đàn ông đồng ý cho nạo phá thai thì cũng cùng một tội đấy. Những người chồng đồng ý cho người vợ nạo phá thai, đừng nghĩ rằng mỗi người vợ là chịu cái tội này. Và chúng ta phải ăn năn để xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Cái loại nợ thứ tư để cản trở phước hạnh của chúng ta, đó là nợ tiền của Chúa, hay là cách khác là cướp tiền của Chúa. The fourth thing hinders the blessing of the Lord is to rob God, robbing God or stealing from God. In Malachi chapter 3 verse 9 to 12. Sách Malachi đoạn 3 câu 9 câu 12. Các ngươi đang bị rủa xả vì các ngươi cả nước đã ăn trộm của ta. Trong bản tiếng Anh thì không phải dùng dịch, dùng là từ ăn trộm, là dùng cái từ tiếng Anh là rob, có nghĩa là cướp, ăn cướp của ta. So in the English version they use the word rob, not steal. Các ngươi ăn cướp của ta, hãy đem hết thảy các phần mười vào kho nhà ta để có lương thực trong nhà ta, và các ngươi khá lấy điều này để thử ta. Chúa vạn quân phán để xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước cho các ngươi đến nỗi không. Và Chúa nói rằng là khi mà chúng ta ăn cướp phần mười của Chúa thì phước hạnh sẽ bị ngừng trả. Thời kỳ của Malachi, Malachi là sách cuối cùng của cứu ước, và sách Matthew là sách đầu tiên của Tân Ước, không ạ? Thời kỳ yên lặng của Chúa là thời kỳ 400 năm. Khi dân sự của Chúa chọn lựa đi theo ý riêng của mình, không làm theo lời của Chúa, thì Chúa không phán với họ nữa. Cho tới tận khi Giăng Báp-tít được sinh ra thì tiếng phán của Đức Giê-hô-va mới bắt đầu được thể hiện. Từ thời kỳ này kéo dài 400 năm. Đó là gì? Khi dân sự của Chúa họ được trở về từ phu tù, ai nấy đều lo xây nhà mình, không ai lo xây nhà Chúa hết. Đền thờ bị bỏ hoang, các thầy tế lễ không phục vụ ở trong đền thờ, đi về nhà cày ruộng. Ông này hỏi ông kia, thế sao ông không vào trong đền thờ để phục vụ Chúa? Vào trong đền thờ phục vụ Chúa lấy cơm đâu mà ăn? Tại sao có thể tế lễ không có cơm mà ăn? Vì dân sự không dâng hiến. Vào trong đền thờ, Kinh Thánh nói rằng là Chúa nói là hầu cho có lương thực trong nhà ta, mà lương trong nhà Chúa không có lương thực, các thầy tế lễ không có miếng ăn, họ bỏ hết đi về nhà để đi cày ruộng. Đền thờ bị hoang tàn, đèn không ai thắp, không ai dâng lễ. Sự rủa xả đã đến trên dân sự. Khi mà chúng ta ăn cướp, Kinh Thánh nói là phần mười và các của dân thuộc về Đức Giê-hô-va, khi chúng ta không dâng là chúng ta ăn cướp từ nơi Chúa. Và khi chúng ta không làm việc này thì các cái phước hạnh bị đóng lại. Câu số 11 nói rằng này, ta sẽ quở trách các vật phá hoại cho các ngươi để chúng không phá hoại hoa của hoa quả ruộng đất các ngươi, và nho ngoài đồng sẽ không bị mất mùa. Chúa vạn quân phán, bây giờ mọi nước sẽ coi ngươi là có phước vì ngươi là một đất được ưa thích Chúa vạn quân phán vậy. Cho nên khi mà dân của Chúa dâng hiến phần mười và các của dân thì sao? Chúa ban phước một cách từ giờ. Nhiều người nghĩ rằng là dâng hiến là mất đi, nhưng mà dâng hiến không phải mất đi, dâng hiến là được lại. Dâng hiến không phải là mất đi mà dâng hiến là được lại sự ban phước từ nơi Chúa rất là nhiều. Cái sự cản trở thứ năm đó là
nợ tiền của người khác. The fifth hindrance of the blessing of God is in debt with people. Sách Luca đoạn 19 câu số 8. In Luke chapter 19 verse 8. Sa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa rằng: Lạy Chúa này, tôi lấy nửa gia tài và chia cho kẻ nghèo, và nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ được gì, tôi sẽ đền gấp. Ừ. Chia gia tài cho kẻ nghèo là sự chọn lựa, nhưng mà đền bù không phải là sự chọn lựa, mà đền bù là điều bắt buộc. Khi Sa-chê ăn năn đón Chúa vào nhà, ông không phải chỉ có hành động đức tin là đón Chúa, nhưng có thể hiện đúng làm theo đúng lời khuyên hướng dẫn để bù lại những gì mình gây thiệt hại. Vì Sa-chê là người thu thuế mà, và ông bóc lột dân chúng rất là nhiều. Ông nói nếu mà có làm thiệt ai tội ai, tôi sẽ đền cả thứ. Matthew 5 câu số 26, Matthew chapter 5 verse 26. Quả thật ta nói cùng các ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền sẽ không ra khỏi tù. Ngày nay có nhiều người nợ tiền, và cách giải quyết nợ tiền là trốn đi nơi khác. Và có một số người thì nhảy lầu tự tử, hoặc nhảy sông tự tử chết là hết xong. Nhưng mà xin thưa ông bà chị em, chết không có nghĩa là hết. Sự sống thì hết, nhưng mà món nợ không tự nhiên mất đi. Con cháu sẽ phải trả. Và đến khi chúng ta gặp Chúa đến ngày phán xét, chúng ta sẽ phải khai trình lại tất cả điều đó. Tôi tin một điều rằng dưới địa ngục có rất là nhiều hình phạt khác nhau. Trên thiên đàng cũng có rất nhiều phần thưởng khác nhau. Kinh Thánh bật mí chúng ta một chút về điều này. Không có nghĩa là anh phạm tội ít cũng giống như người phạm tội nhiều. Anh làm cho công việc của Chúa ít cũng như làm công việc của Chúa nhiều. Không có chuyện đó đâu. Đức Chúa Trời rất là công bằng. Cho nên chúng ta có thể nợ, nhưng mà dù chúng ta đâm đầu và xe lửa tự tử, nhảy sông tự tử, tiền đó cũng không tự mất đi, thế hệ sau sẽ phải trả. Cho nên nợ tiền người khác là điều cản trở đi phước hạnh của Chúa. Chúa muốn chúng ta sống một đời tự do. Chúa muốn chúng ta không nợ lần gì hết. Hãy cầu nguyện để chúng ta không phải rơi vào trong nợ nần. We pray that we will not fall into any debt. Vì nợ nần sẽ cản trở phước hạnh của Chúa rất lớn. Điều thứ sáu, the sixth hindrance is the debt of love. Đó là nợ tình. Khi mà hai người kết hôn ấy, thì chúng ta trao cái hai cái nhẫn cho nhau ạ. Và nói lời hứa hôn. Lời hứa hôn này là gì ạ? Chỉ có sự chết mới phân lìa hai người mà thôi. Nhưng mà sau một thời gian sống với nhau thì thấy chán quá. Thế ông chồng như là hũ mắm tôm. Và vợ ông nói ông không có khác gì hũ mắm tôm thối. Và thả hai người đều chê nhau và cuối cùng thôi, mỗi người được lấy đi. Thế là hai người đấy lấy hai người khác, trở thành hai cặp gia đình mới. Chúng ta nghe lời Chúa Giêsu nói này. Matthew đoạn 19 câu 3 câu 9. Matthew chapter 19 verse 3 to 9. Người Pharisee bèn đến gần để thử Ngài và rằng: Không cứ vì cớ gì người ta được phép đẻ vợ chăng? Ngài trả lời rằng: Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa hồi ban đầu dựng nên một người nam một người nữ, và có chép rằng vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ dính díu với vợ và hai người sẽ cùng nếm một thịt. Thế thì vợ
chồng không phải là hai nữa mà là một thịt mà thôi. Vậy loài người không được phân rẽ kẻ và Chúa đã có hiệp. Họ lại hỏi rằng thế tại sao mà Môi-se lại dạy rằng hãy để lập tờ đẻ nếu mà muốn ly dị? Ngài phán rằng vì cơn lòng các ngươi cứng cỏi nên Môi-se cho phép để vợ, nhưng lúc ban đầu không có như vậy. Và các bạn cũng có người, nếu ai ly dị vợ không phải vì cớ ngoại tình mà cưới vợ khác thì người ấy phạm tội tà dâm, và người nào cưới cái người đàn bà ly dị đấy cũng phạm tội ngoại tình. Chúng ta thấy không? Đối với Chúa tuyệt đối, cái người đầu tiên chúng ta kết hôn đấy là hôn nhân hợp pháp trước mặt Chúa. Cho nên khi chúng ta ly dị là chúng ta đang nợ một trong cái điều thuộc linh, là chúng ta đang nợ Chúa cái lời cam kết, đang nợ Chúa những cái lời hứa nguyện đấy. Nó cũng có thể cản trở cái phước hạnh của Chúa trên đời sống của chúng ta. Và có những người khi ngoại tình rồi đấy thì tìm cách ly dị để cho hợp pháp lấy cái người mình đang ngoại tình này, thì lại còn tệ hại hơn nữa. Và nợ tình ấy, nó còn có những cái điều này nữa, những cái lời hứa hẹn đấy nó sẽ cản trở các phước hạnh của Chúa trong cái hôn nhân mới của chúng ta. Cho nên một người đi theo đạo là khác như thế này chị em ạ. Theo đạo là sống theo nguyên tắc của lời đạo, lời Chúa dạy. Cho nên những cái bạn thanh niên mà chưa kết hôn thì hãy cầu nguyện thật kỹ, thà kết hôn muộn còn hơn là lấy nhầm người, lấy xong rồi lại phải ly dị thì tệ hại cho cuộc đời của chúng ta lắm. Vì đối với Chúa, Chúa không nhìn nhận các hôn nhân về sau. Chúng ta nhớ trong sách Matthew đoạn thứ 1 khi ghi ra phả, ông David lấy bà Bathsheba để sinh ra người con là Absalom phải không? Solomon phải không? Nhưng mà Kinh Thánh không gọi bà Bathsheba là vợ của David, mà lại gọi là Bathsheba là vợ của Uri. David nhờ vợ của Uri mà sinh ra Absalom, đau đớn chưa quý vị? Vua David đấy. Kinh Thánh không gọi vua David là Bathsheba là vợ của vua David, mặc dù hợp pháp ông Uri ông chết rồi, bà ông ấy lấy bà ấy về làm vợ. Nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ, Kinh Thánh không gọi Bathsheba là vợ của David mà gọi là nhờ vợ của Uri mà David sinh ra Solomon. Cho nên hãy nhớ rằng là thế giới này có nhìn nhận chúng ta như thế nào chẳng được, điều đó không quan trọng. Thiên đàng nhìn nhận chúng ta như nào mới quan trọng. Tuyệt đối không có ly dị ở trong đạo Chúa. Và Kinh Thánh nói rằng cái người nào ly dị vợ, ly dị chồng rồi ấy, hãy tìm cách để hòa thuận lại, cưới lại cái người chồng và người vợ mình đã ly dị đấy. Điều thứ bảy cản trở phước hạnh từ nơi Chúa đó là lời hứa. So the seventh hindrance of the blessing is the death of the promise. Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta có những cái lời hứa hẹn mà chúng ta không thực hiện được. Trước khi chúng ta lấy chồng và lấy vợ hiện tại của mình bây giờ nhé, anh chị em đã yêu một người nào đó, cái chuyện đấy rất bình thường. Chúng ta đến tuổi dậy thì chúng ta đã biết yêu rồi, và yêu nhiều người là khác, vì đấy là tự nhiên của con người. Nhưng mà hãy để ý lại xem, trước đó chúng ta có hứa hẹn với người về đó, anh sẽ lấy em sẽ lấy anh, chúng ta sẽ sống với nhau hạnh phúc trọn cả cuộc đời. Rồi tự nhiên cuộc sống thay đổi, mỗi người một nơi, mình đi lấy chồng khác, người đàn ông mới đi lấy vợ khác, và hai người không kết hôn được với nhau. Nhưng mà cái lời nói đó vẫn còn, anh chị em ạ. Bây giờ mình đã kết hôn, mình đã có gia đình, đã có con, đã có cháu, thậm chí là tuổi lớn rồi, nhưng mà cái lời mình nói trước ngày mình còn đi học đấy, ngày mình còn trẻ con đấy, vẫn còn giá trị trong lĩnh vực thuộc linh,
Anh chị em nhớ, không ai xác chứng cái điều này hết. Bố mẹ không nghe, không có một ông bà nào xác chứng. Nhưng mà trong thế giới thuộc linh, nó đều biết hết. Và lời đó đã được nói. Chúng ta hãy xem trong sách Châm Ngôn đoạn 6 câu 1 đến câu 2. Con ơi, nếu con đứng ra bảo lãnh cho người lân cận con, nếu con trao tay cam kết để bảo đảm cho một người xa lạ. Câu 2, đại ý câu 2 này. Con đã bị ràng buộc. Proverbs chapter 6 verse 1 and 2. Ràng buộc bởi những lời miệng con đã hứa. Con đã bị trói buộc bởi những lời của miệng con đã nói ra. Xin dẫn này. Con bị ràng buộc bởi những lời miệng con đã hứa, bị trói buộc bởi những lời miệng con đã nói ra. Tôi trong kinh nghiệm cầu nguyện, bởi vì là giải cứu của tôi gặp rất nhiều trường hợp này. Có những người bây giờ đến tuổi ông bà rồi nhé, mọi cái ổn định rồi nhé, đột nhiên tự nhiên lại nhớ tới người yêu cũ ngày xưa. Tất nhiên là sao cái cảm xúc thăng hoa đấy nó lại hiện lên ở trong đầu mình. Lòng của mình không muốn, nhưng mà tất nhiên là sao lại có cái cảm xúc thăng hoa khi nghĩ tới cái người yêu cũ của mình ngày xưa. Mà chúng ta cũng biết một điều rằng là cái dây trói vô hình đấy, cái thế lực tầm tối nó đang lợi dụng, đang vận hành. Cho nên có nhiều người kết hôn rồi, có con có cháu rồi, lại phạm tội ngoại tình với người yêu cũ ngày xưa. Tại sao mình không tiến tới hôn nhân với người yêu cũ ngày xưa? Vì cái ông đấy không ra cái gì hết, khám phá ra nhiều sự thật xấu xa gần đấy. Nhưng mà tự nhiên mình lại cảm thấy ham muốn với ông đấy, với cô đấy. Chúng ta không biết rồi là những gì chúng ta nói ngày xưa vẫn còn giá trị trong cõi đời đời. Cho nên khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nhận thức điều này, chúng ta cần phải nhân danh Chúa Giêsu để cắt đứt tất cả những lời mà chúng ta đã nói với cái người yêu cũ đó. Đọc tên người đó ra, nhân danh Chúa Giêsu cắt đứt tất cả những lời ta đã nói, những cam kết, những cái ràng buộc tâm hồn giữa ta với người này. Một kia tôi cầu nguyện giải cứu cho một người chị em. Cầu nguyện bao lâu vẫn có cái biểu hiện la hét không bình thường. Điều cuối cùng tôi làm đó là nhân danh Chúa cắt đứt cái dây trói tình cảm giữa người này với một số những người đàn ông. Mà tại sao nó đến như thế nào? Đôi khi không phải ngoại tình, nhưng mà thương thầm trộm nhớ, anh chị em ơi. Thương thầm trộm nhớ. Nguy hiểm lắm nhé, không đơn giản đâu trong lĩnh vực thuộc linh nhé. Cái người này thương thầm trộm nhớ cái anh chàng đó. Có gia đình rồi nhé, mà thương thầm trộm nhớ cái anh chàng đấy. Không hiểu một điều rằng là cái thương thầm trộm nhớ đấy là cái dây kết nối vô hình mà tà linh nó dùng để trói buộc mình. Cái việc mình thương người khác là chuyện bình thường vì đấy là tình cảm con người. Nhưng mà không khống chế, không kiểm soát được. Và đặc biệt là những người đã có gia đình thì tuyệt đối không bao giờ được phép cho cái tình cảm, cái cảm xúc nó còn kiểm soát trong tâm trí mình. Thế là xong. Thế là ma quỷ đã bước vào. Cứ đứng đấy mà la hét thôi. Trong khi cầu nguyện cho tất cả mọi người đều ok, cầu nguyện cho người này cứ đứng đấy mà la hét. Khi mà tôi nhân danh Chúa chặt đứt, tôi đọc từng tên của những người đàn ông đó, chặt đứt, hủy phá mọi sự kết nối hồn với người này. Xong cái ok luôn, tỉnh táo trở lại bình thường. Nợ, mọi món nợ không được trả, không tự nhiên mất đi. Thì hãy nhớ đến đây. Mọi món nợ không được trả, không tự nhiên mất đi. Tôi cách đây tôi nhiều năm tôi nghe một lời làm chứng của một cái cô này. Cô ấy người miền Trung, nhưng mà đi vào trong miền Nam sinh sống, được tin Chúa ở trong miền Nam. Tức là khi tin Chúa xong rồi mới được nghe là Chúa dạy, mẹ chị em mới được. Cô ấy quay trở về miền Trung trả từng đồng tiền nợ mà ngày xưa mình tin Chúa mình nợ.
nợ bà bán nước chè hay bao nhiêu vẫn nhớ mang trả cho người ta. Nếu như mà không có Chúa thì xong, cho nó xong đi, đáng bao nhiêu tiền và cuối cùng ngày thắng chẳng biết mình là ai. Không, nhưng mà khi có Chúa mình nhận thức khác đấy. Khi có Chúa mình nhận biết rằng cái mình nợ không tự nhiên mất đi, mình chết nó cũng không tự nhiên mất đi, nó sẽ cản trở phước hạnh của Chúa trên mình và trên hậu tự của mình. Cho nên để phước hạnh của Chúa có thể thông suốt, chúng ta phải trả tất cả mọi nợ. Đây là phần của chúng ta. Nợ tội chúng ta phải trả tội, làm giống như là trường hợp của David. David ông làm gì không? Anh chị em biết không? Ông hỏi dân Gabaon, thế bây giờ chúng tôi phải làm gì? Dân Gabaon nói: bắt giết tất cả nhà của Saul cho chúng tôi. Đó. Và ông David cũng phải làm theo đấy. David không muốn giết nhà của Saul đâu nhé, anh chị em. Mặc dù lúc này David đã lên ngôi vua và Saul không còn ở trong nhà, Saul đã chết và còn những người nhà thì vẫn còn sống. Nhưng mà sau đó thì ông để lại cái người mà ông kết ước giữ sự sống đó là Mephibosheth, là con của Jonathan. Ông đã kết ước với Jonathan để chăm sóc cho đứa con này, thì ông sẽ giữ lời hứa. Còn lại những người khác trong nhà của Saul, ông đưa để cho dân Gabaon giết. Và sau cái lần trả máu đấy thì cơn thạch nộ của Đức Giê-hô-va cất lên và phước hạnh lại đổ xuống. Nên chúng ta muốn kinh nghiệm được phước hạnh, chúng ta phải nhân danh Chúa, đến với Chúa chữa trị cho chúng ta. Thế hệ trước của chúng ta có vấn đề gì hay không? Có ai làm cường hào ác bá gì hay không? Có ai giết người vô cớ hay không? Có ai làm đổ máu người khác hay không? Có ai làm những việc tà ác hay không? Chúng ta phải xin Chúa tha thứ cho tội cũ chúng ta và cầu nguyện để chặt đứt, để ma quỷ và tà linh không đeo bám thế hệ chúng ta và con cháu chúng ta. Còn nếu không, nó sẽ đeo bám. Và mỗi chúng ta phải cẩn thận. Có 6 điều tôi, 7 điều tôi nhắc lại cho anh chị em. Thứ nhất là nợ tội lỗi này. Thứ hai là sự cay đắng. Thứ ba, nợ máu. Thứ tư là cướp tiền của Chúa. Thứ năm là nợ tiền của người khác. Tiền ở đây nó từ chung để nói đến vật chất chứ không phải chỉ là tiền đâu. Thứ sáu là nợ tình. Thứ bảy là nợ lời hứa. Câu kinh thánh cuối cùng cho anh chị em, Corinto thứ nhì đoạn 6, đoạn 9 câu số 10, the last verse for you, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sinh hóa ra nhiều. Lại Ngài sẽ thêm nhiều trái của sự công bình cho anh em nữa. Cái suy tâm kinh thánh này là chúng ta, Chúa là đấng phát hột giống cho chúng ta để gieo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta gieo trong sự công chính, chúng ta sẽ gặt hái lấy sự công chính vì Chúa ban cho chúng ta hạt giống để gieo. Chúng ta gieo lấy phước hạnh, chúng ta sẽ nhận được phước hạnh. Người đời làm ác cứ để cho họ làm ác, nhưng mà cần làm việc lành cứ làm, vì chúng ta đang gieo cho chúng ta. Chúng ta gieo để chúng ta nhận đó. Và chúng ta gieo trong sự chúc phước, chúng ta sẽ nhận được phước. Gieo trong tài chính, chúng ta sẽ nhận được tài chính. Gieo cái gì chúng ta sẽ nhận được cái đó. Vì lời Chúa nói gieo gì thì gặt đó. Cho phước hạnh dành cho chúng ta. Tôi chia sẻ bài này để chúng ta bước vào sang một năm mới đây, và chúng ta sẽ bước thẳng đường, đi thẳng tiến. Điều gì Chúa đã sắp đặt cho chúng ta là cứ thế chúng ta mà tiếp nhận thôi, không có một gì cản trở chúng ta được hết. Giải quyết tất cả những cái gì khúc mắc trong đời sống của chúng ta để tự do bước vào một năm mới đầy dẫy sự đắc thắng trong Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta được dân cầu nguyện.